Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của tôi Bích Tiền Official. Và kênh của mình thì quay mọi thứ luôn. Thì hôm trước á, là Tiền đã có đăng cái clip mà chở vàm cho mọi người coi rồi. Thì nếu như có vị nào mà có anh chị em nào mà mình chưa từng đi chợ vàm và cũng không biết chợ vàm như thế nào, thì mình có thể mở lại cái clip mà quang cảnh của chợ vàm sau giãn cách á, để mà mình coi nha. Thì chợ vàm đó là thị trấn ở huyện Phú Tân An Giang đó, thì nó cũng là một cái địa điểm cũng khá nổi tiếng ở cái khu vực của em á đó. Thì mọi người nếu như mà muốn coi thì mình mở lại cái clip cũ mình coi nha. Còn cái clip này thì Tiền chủ yếu là Tiền quay đường phố, đường xá, cái đoạn đường mà từ nhà Tiền đi tới chợ vàm như thế nào đó. Và cũng đặc biệt gửi cái clip này tới những anh chị em nào mà mình đã sống trong cái khu vực này, ở cái địa bàn này. Thì mình có thể xem lại, mình đỡ nhớ nhà hơn ha. Để coi có dính nhà ai, có dính nhà của mình ở trong này không nha. Đó, và hôm nay á, thì cái tình hình dịch bệnh ở An Giang của mình á, thì Tiền cũng không có theo dõi nhiều. Thì hồi nãy là Tiền có lên xem á, là tổng số ca mắc mới á, nha mọi người. Tổng số ca mắc mới ở An Giang mình á, của ngày 6 tháng 1 năm 2022 là 189 ca mắc mới. Và riêng Tân Châu á, là 17 ca. Thì Tân Châu là cái khu vực gần mình nhất, cho nên là mình nói Tân Châu để cho mọi người biết vậy á. Chứ cái khu vực của mình, ngay cái chỗ, ngay cái địa điểm mình ở thì không có ca mắc nào hết. Đó, mình chỉ nói cái khu vực gần mình nhất thôi là đã 17 ca. Đó, và đến cái thời điểm hiện tại thì tổng cái số ca mắc từ đầu mùa dịch tới bây giờ là 34.000 mấy trăm ca rồi mọi người ơi, rất là kinh khủng luôn. Và cũng sắp tới Tết rồi đó mọi người, cho nên là nếu như mà quý vị mà có đi ra đường thì cũng thực hiện đủ 5K nha. Tuy là người ta đã không còn giãn cách nữa, không còn chỉ thị nữa, nhưng mà mình cũng vẫn phải bảo vệ cái sức khỏe của mình đó, mình tự bảo vệ mình và người thân của mình nha. Chúc mọi người, gần tới Tết rồi thì em cũng gửi một cái lời chúc sớm đến mọi người, là chúc mọi người có sắp tới Tết rồi sẽ có thật là nhiều tiền để ăn Tết luôn nha. Bây giờ thì mình đang tới là số 18 và còn khoảng cỡ 3-4 cây số nữa. 3-4 cây số nữa thì mình sẽ tới khu vực chợ vàm. Bây giờ thì em không có nói nhiều nữa, tại vì quang cảnh đường phố thì mọi người có thể nhìn thấy rồi. Thì lúc này thì em sẽ cho mọi người nghe nhạc nha. Thank you.
trình sửa của thân người sự quản lý.
rồi, tới nơi rồi quý vị ơi. À, bên tay trái của mình thì có một cái bến phà nè. Tới chợ Vàm rồi thì ở đây có cái bến phà chợ Vàm An Hòa nè mọi người. Đây. Đó, đây chính là đường đi xuống bến phà nha. Nhưng mà chạy nhanh quá hút rồi. Có điện máy rồi thế giới di động rồi bách hóa xanh. Chợ Vàm thì nó hiện đại hơn, nó tân tiến hơn là ở những cái chợ gần ở trên cái nơi mình ở. Tại vì ở đây là thị trấn mà mọi người. Khúc này thì ghé vô mua đồ nhưng mà không có cơm. Không có bì chứ. Cho nên là đi thôi, mình đi công chuyện của mình luôn nha. Đây chính là bách hóa xanh nè. Bách hóa xanh từ lúc dịch tới bây giờ cũng khá là vắng luôn. Tại vì bây giờ là bách hóa xanh thường là có những cái nhóm ở trên Zalo á, là người ta sẽ đặt hàng đem lại tại nhà luôn. Người ta cũng hạn chế đi lắm. Đây, còn đây chính là chợ Vàm. Đây, chợ Vàm đây. Đó, một lát nữa thì mình sẽ đi vào trong đó. Ủa không, em đã quay rồi mọi người. Em đã quay và em đã đăng lên luôn rồi. Mọi người có thể mở lại cái clip cũ coi nha. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Bye bye.